Cũng liên quan đến hoạt động phòng chống dịch COVID-19, mới đây, đồn biên phòng Phú Hữu của tỉnh An Giang vừa bắt giữ 2 xe taxi chở 7 đối tượng người Trung Quốc có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Qua kiểm tra 2 xe taxi tại khu vực xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng phát hiện 2 tài xế là Trần Thái Phú và Nguyễn Thanh Hoài Ân, đều quê ở Long An, đang chở 7 người Trung Quốc tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Cả 9 người này đã được lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly theo quy định. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng liên quan đến hoạt động tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, thì Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 1988, cư trú tại xã Phú Lộc, huyện An Phú của tỉnh An Giang về hành vi trên. Trước đó, ngày 6 tháng 3, Khanh thuê tài xế là Nguyễn Phương Hùng, quê ở An Giang, điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 67B01268, sang thị xã Tân Châu đón 13 người Trung Quốc sang thành phố Châu Đốc, thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua kiểm tra, cả 3 người Trung Quốc trên xe đều không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định. Được biết là từ tháng 4 năm 2020, đối tượng Khanh đã nhiều lần đón khách để giao cho một đối tượng khác tên Bình để tìm cách vượt biên sang Campuchia với tiền công là 500.000 đồng một khách. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, 2 bệnh nhi tại Phú Yên vừa tử vong do sốt xuất huyết vì được đưa đi chữa trị muộn. Đáng nói là thời điểm này dù chưa đến đỉnh dịch nhưng trên địa bàn toàn tỉnh này đã có 17 ổ dịch. Hồi chuông cảnh báo về việc phòng chống dịch bệnh là hết sức cần thiết lúc này. Phản ánh của các phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. 2 ca tử vong do sốt xuất huyết ở Phú Yên gồm một cháu bé 5 tuổi ở thị xã Đông Hòa và một cháu bé 7 tuổi ở huyện Sông Hinh. Cả 2 trẻ đều sốt ở nhà từ 3 đến 4 ngày. Khi phát hiện cơn sốt, gia đình đã mua thuốc tự điều trị tại nhà. Và khi có cháu có cái diễn biến nặng thì mới đưa vào trung tâm y tế huyện. Trung tâm y tế huyện mới chuyển xuống bệnh viện Sản Nhi. Và cả 2 trường hợp đều tử vong trước 48 giờ. Trong đó có một cháu tử vong trước 24 giờ. Và cháu này là có cái bệnh nền, bệnh thalassemia. Cháu phải truyền máu định kỳ hàng tháng. Trong một khi mà thêm cái sốt xuất huyết nặng nữa thì vấn đề rối loạn đông máu, vấn đề sốc cho sốt huyết tử vong là tỷ lệ rất là cao. Cho đến đầu tháng 3, tỉnh Phú Yên ghi nhận 17 ổ dịch với 252 ca mắc sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm ngoái, số người mắc sốt xuất huyết giảm 55%. Thời điểm dễ bùng phát sốt xuất huyết ở Phú Yên là vào cuối tháng 5 đến tháng 7. Hiện Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã triển khai các biện pháp điều tra côn trùng, tổng vệ sinh diệt bọ gậy, xử lý hóa chất, phòng chống dịch bệnh ở các vùng trọng điểm. Thưa quý vị, trong vòng vài ngày trở lại đây, 200 người lớn và trẻ em ở xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định bị nôn ói và đau bụng chưa rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương này đã triển khai các biện pháp cứu chữa kịp thời những người bị triệu chứng trên và báo cáo lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân. Theo nhiều người dân tại xã Bình Tường và Vĩnh An, khoảng một tuần nay rất nhiều người bị các triệu chứng đầy bụng, nôn ói, mệt mỏi sau khi sử dụng nguồn nước máy của nhà máy nước Bình Tường, Vĩnh An cung cấp. Hiện tại các hộ dân nơi đây đã ngưng sử dụng nguồn nước này và chuyển sang dùng nước Bình. Hiện các lực lượng chức năng huyện Tây Sơn đã lấy mẫu nước tại nhà máy nước Bình Tường, Vĩnh An và một hộ dân tại thôn Hòa Trung, xã Bình Tường để kiểm tra, đang chờ kết quả. Manh mún, nhỏ lẻ, tự phát, rình rập trong từng mùa vụ như một lời nguyền. Nông sản giải cứu, nông nghiệp từ thiện cũng như là cái bẫy, hợp tác, sống, chia rẽ thì chết. Đó là một câu khẩu hiệu mà thời nào cũng đúng, ở đâu cũng đúng và lĩnh vực nào cũng đúng. Quy mô càng lớn thì càng có điều kiện tạo thành chuỗi giá trị ngành hàng. Ngành sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long trong những năm trở lại đây cũng đang cho thấy là việc sản xuất cánh đồng mẫu lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện chuỗi liên kết và hình thành vùng nguyên liệu rộng lớn đã tạo đòn bẩy cho xuất khẩu gạo khởi sắc. Cánh đồng thuộc hợp tác xã Khiết Tâm, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đã đến ngày thu hoạch. Nhờ áp dụng mô hình 1,5 giảm trên cánh đồng, vụ đông xuân năm nay, hợp tác xã Khiết Tâm ước tính năng suất lúa đạt tới 10 tấn một hecta, lợi nhuận tăng 20% so với áp dụng phương pháp truyền thống. Thành phố Cần Thơ bắt đầu áp dụng mô hình 1,5 giảm từ năm 2005. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ nông dân thực hành sản xuất kỹ thuật trên cánh đồng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất với sản lượng hàng năm đạt trên 1,3 triệu tấn lúa gạo. Về cái lúa, thì giờ nếu mà xạ dày theo cách truyền thống thì là đặc biệt thì phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều.
phân bón nhiều thì nó gây ô nhiễm. Còn bây giờ tiếp cận cái mô hình mới thì đó là cái mà chúng tôi xạ thưa, cũng như tôi cấy thưa đây thì nó giảm rõ ràng, tức là đỡ phun thuốc bảo vệ thực vật, thì là nó đã là đỡ phun thuốc thì là tức là nó đã đỡ tác hại đến cái sức khỏe con người rồi. Thực ra thì làm nông nghiệp rất là cực rồi, nhưng mà khi mà riêng áp dụng về cái 1,5 giảm SRP thì bản thân tôi thấy là nông nghiệp trồng án có phần nó nhẹ nhàng hơn, có nghĩa là mình ít ra ruộng hơn, rồi mình phải ít phải đi thăm đồng, tại vì có một cái thực đã hỗ trợ mình phần thăm đồng rồi. Rồi thêm cái nữa là mình không phải phun thuốc trừ sâu, nên là cái áp lực về cái vị trí của tôi, như là tôi phải đi, nhất là phải thăm ruộng, thứ hai là cũng phải cầm vàng để phun nè, rồi cái thuốc trừ sâu ảnh hưởng sức khỏe của mình. Một phải là sử dụng giống xác nhận, năm giảm là giảm lượng giống gieo xạ, giảm lượng phân bón, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng nước, giảm thất thoát sau thu hoạch. Theo tổng kết của ngành nông nghiệp, tính đến năm 2015, sau 10 năm áp dụng mô hình này, ngành nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đã giảm được một nửa lượng giống gieo xạ trên đồng ruộng. Các tổ hợp tác xã được thành lập đã tạo nên những cánh đồng mẫu lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo bền vững. Nếu như nông dân nào mà thực hành tốt, ngoài cái việc mà giảm lúa giống, giảm chi phí sản xuất, rồi bảo vệ được sức khỏe của mình do là giảm thuốc rồi đó, thì nông dân được liên kết với doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ thu mua cộng thêm khoảng 100 đến 150 đồng một ký kg lúa, để cho chia sẻ lại trả lại cái công của nông dân mà thực hiện đúng với cái yêu cầu tiêu chuẩn của doanh nghiệp. Các thực hành tốt 1,5 giảm được xem là một bước đệm quan trọng thúc đẩy việc tiến tới tiêu chuẩn sản xuất lúa gạo bền vững toàn cầu. Đây cũng là chìa khóa quan trọng để ngành lúa gạo Việt Nam hướng tới những thị trường xuất khẩu khó tính như Mỹ hay châu Âu. Ngày 21 tháng 3 kết thúc một tuần, giá lợn hơi trên địa bàn cả nước có sự tăng giảm trái chiều. Qua khảo sát tại các chợ dân sinh trên địa bàn của thành phố Hà Nội thì giá thịt lợn duy trì ổn định ở mức là 130.000 đến 160.000 đồng một kg so với tuần trước và tùy từng loại. Tại miền Bắc, giá lợn hơi hiện đang được các thương lái thu mua trong khoảng 74 đến 76.000 đồng một kg, giảm 1.000 đồng một kg so với tuần trước. Tại Hà Nội, các trang trại đang bán lợn hơi với giá 75 đến 76.000 đồng một kg, giảm 1.000 đồng một kg so với tuần trước. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua trong khoảng 70 đến 75.000 đồng một kg, giảm 1 đến 3.000 đồng một kg so với tuần trước. Còn tại miền Nam, giá lợn hơi tăng 1.000 đồng một kg so với tuần trước, dao động trong khoảng 73 đến 77.000 đồng một kg. Các chủ trang trại chia sẻ là hiện giá lợn hơi vẫn ở mức cao là bởi giá thức ăn chăn nuôi tăng 20-30% so với cùng kỳ của năm trước. Cùng với đó thì chăn nuôi trong điều kiện bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa có vaccine phòng bệnh, nên các trang trại tập trung chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chi phí đầu vào cũng tăng hơn so với trước đây. Thưa quý vị, là từ đầu năm 2021 thì lượng thịt lợn nhập của Việt Nam tăng vọt khoảng 322%, khiến cho giá thịt lợn ở trong nước có xu hướng giảm liên tục. Đây là thống kê được đưa ra từ Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chỉ riêng trong tháng 1 năm 2021, Việt Nam nhập khẩu 10,25 nghìn tấn thịt lợn tươi, giá lợn hơi liên tục giảm, kéo theo giá thịt lợn trên thị trường cũng giảm, tương ứng từ 15.000 đến 20.000 đồng một kg. Cũng theo cục này, giá thịt lợn giảm một phần do nguồn cung dồi dào trở lại, trong khi sức tiêu thụ chậm, các loại thịt gia cầm, trứng, thủy sản hiện ở mức thành thấp. Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn,